không đồng nghĩa đôi tai không thể nghe những điều về em. Đừng lại gần và ôm anh em đã sai, đừng cho anh được cảm giác an ủi. Anh muốn nói ra từ lâu, đã bao nhiêu lần em lừa dối. Rời bỏ em là điều khó, nhưng điều đó làm được thôi. Anh đã tự tin hơn rồi. Qua bao lần sai, em không dừng lại. Em xem anh không tồn tại. Đường càng đông càng huyền náo, nhưng đường trái tim ngược lại. Chỉ một mình anh bước thôi. Em không thay đổi, tệ hơn phản bội. Chỉ muốn đừng giả vờ ngọt ngào đi nữa em. Đừng lôi kéo bằng lời nói chân thành. Anh nhắm mắt không đồng nghĩa đôi tai không thể nghe những điều về em. Đừng lại gần và ôm anh em đã sai, đừng cho anh được cảm giác an ủi. Anh muốn nói ra từ lâu, đã bao nhiêu lần em lừa dối. Rời bỏ em là điều khó, nhưng điều đó làm được thôi. Anh đã tự tin hơn rồi. Qua bao lần sai, em không dừng lại. Em xem anh không tồn tại. Đường càng đông càng huyền náo, nhưng đường trái tim ngược lại. Chỉ một mình anh bước thôi. Em không thay đổi, tệ hơn phản bội. Chỉ muốn trái tim em đông người đến. Đâu có tiền đâu. Nếu anh ấy biết thì anh sẽ từ bỏ cơ hội đi du học mất. Hơn phản bội, chỉ muốn